Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Ai Cũng Có Thể. Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Thưa quý vị, chắc có lẽ là hôm nay là một ngày rất là đặc biệt khi mà tất cả chúng ta, đặc biệt là những người nội trợ, thì đang chuẩn bị để có thể tiễn ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch. Và ngày hôm nay thì chúng ta không thể nào mà thiếu những cái công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho ngày Tết sắp tới một cách thật là đầm ấm, thật là điền viên. Và chắc chắn là vị trí của người nội trợ trong gia đình rất là quan trọng. Làm sao để cho chúng ta có được một cái mâm cơm Tết thật là đầy đủ, thật là ấm cúng, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì hãy cùng chào đón với Thúy Vân đến với chương trình Ai Cũng Có Thể. Một nữ nghệ sĩ không chỉ rất là tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật mà chị còn rất là khéo tay, sẽ đến đây để chỉ cho chúng ta nhiều bí quyết để mình chuẩn bị cho một mâm cơm Tết thật là đầy đủ. Xin được giới thiệu nghệ sĩ Khánh Huyền. Khánh Huyền là nữ diễn viên truyền hình quen thuộc với khán giả 8X, 9X. Cô là một người dịu dàng, khéo léo và đa tài, thành công trong sự nghiệp đóng phim lẫn dẫn chương trình truyền hình. Diễn viên Khánh Huyền được khán giả yêu mến bởi các vai diễn trong Hát Giữa Chiều Mưa, Nụ Tầm Xuân. Năm 2022, diễn viên Khánh Huyền tham gia bộ phim điện ảnh Em và Trịnh và bộ phim truyền hình Giấc Mơ Của Mẹ đang được công chiếu. Ngoài ra, cô còn được mệnh danh là nhan sắc không tuổi khi vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp. Mẹ anh cũng nuôi anh cả đời vậy, giờ anh đã đối xử với mẹ như vậy sao? Không ngờ có ngày em lại nói với mẹ anh như vậy. Thì cũng đâu có khác được, mẹ ai thì người đó phải lo thôi. Mình cũng phải hiếu thảo với cha mẹ để còn làm gương cho con cái chứ. Khánh Huyền xin được chào đón tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình Ai Cũng Có Thể. Dạ, chào chị, rất vui được chào đón chị đến ngày hôm nay. Cảm ơn Vân. Em nhìn thấy chị hôm nay là em thấy là Tết là sắp đến rồi chị ạ. Ồ, đúng là Tết sắp đến thật mà. Chúng ta chỉ còn một tuần nữa thôi là dạ, Tết vâng. Và ngày hôm nay thì Huyền nghĩ là ai cũng đang háo hức để chuẩn bị một gọi là cỗ cúng. Dạ. Ông Táo về trời là một ngày rất quan trọng. Dạ. Trong truyền thống của người Việt. Bởi vì người Việt chúng ta thì thường là rất là quan trọng bữa cơm gia đình. Dạ. Và ông Táo là người quán xuyến lo lắng những cái vấn đề đó. Em nghĩ là ngày hôm nay nó là một cái ngày mà rất là quan trọng. Đặc biệt là các bà nội trợ là đến giờ phút này là mình cũng gần như là hòm hòm mình chuẩn bị cho Tết hết rồi. Không, có nhiều người vẫn bù đầu bù cổ lắm Vân. Vẫn chưa đâu. Ngày ông Công ông Táo về trời là ngày gần như là ngày cũng đầu tiên. Dạ. Mọi người phải chu toàn. Và sau đó còn nhiều những cung bậc sắp tới nữa. Đặc biệt là những ai mà có đi làm thì đúng là rồi. Giai đoạn này là vẫn chưa được nghỉ. Đúng. Thì không biết là gia đình chị đã chuẩn bị Tết như thế nào rồi ạ? Thực ra thì gia đình Huyền cũng khá đơn giản. Ngày cúng ông Công ông Táo thì Huyền vẫn lo chu toàn. Nhưng mà Tết thì Huyền sẽ về bên nội hoặc bên ngoại. Dạ. Chính vì vậy mà có lẽ ông Công ông Táo hơi buồn một chút trong ngày Tết của gia đình Huyền. Nhưng mà không sao, bởi vì Huyền nghĩ rằng là cái Tết đoàn viên là điều quan trọng. Và chính vì vậy mà ông nội, ông ngoại, bà ngoại của tất cả các gia đình đều mong chờ Tết để được gặp gỡ con cháu, đúng không? Dạ, vâng ạ. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là bữa cơm đoàn viên. Trong những cái bữa tiệc Tết á, thì chị có phụ trách nấu bữa cơm gia đình không ạ? Thực ra là Huyền là người nấu chính. Đầu bếp chính. Mặc dù là Huyền không khéo nha, chưa bao giờ Huyền là người nấu ăn khéo tay cả. Nhưng mà mình là người có tâm thôi. Huyền nghĩ là con gái hay là con dâu thì cái bữa cơm gia đình rất là quan trọng. Và chính vì vậy mà Huyền không có nề hà. Huyền có thể thức khuya dậy sớm. Mặc dù là Huyền mà thiếu ngủ một tí là cái bệnh tiền đình nó tái phát. Thế nhưng mà ngày Tết thì không bao giờ nề hà những cái chuyện đó. Quan trọng nhất là mọi người cùng vui. Thường một cái bữa cơm bình thường trong ngày Tết của gia đình chị Huyền á, là sẽ có những món gì ạ? Ngày Tết thì thực ra là Huyền đang làm dâu của một gia đình ở Nha Trang. Cho nên là Tết nào thì Huyền cũng về Nha Trang cả. Và chính vì vậy mà Huyền ăn Tết theo tục lệ của người Nha Trang. Không có gì cầu kỳ. Tết cúng thì là chỉ cần đủ những cái món ăn, ví dụ như heo có, bò có, gà có. Cái đấy là do mình. Mình thích bày vẽ cầu kỳ là do mình. Chứ còn gia đình thì không cầu, không đòi hỏi. Không có đòi hỏi. Thực ra là cái không khí gia đình là quan trọng nhất. Mỗi người một tay. Thực ra là Huyền là người lo lắng cái bữa cơm ở trong bếp, nhưng mà mỗi người một tay. Ví dụ người nhặt hành nhặt tỏi giúp Huyền, Huyền rất ghét cái công đoạn đó. Nói thật là Huyền cũng hơi là xấu tính ở cái đoạn là có thể đứng bếp thì không có ngại, nhưng mà những cái việc nhỏ đó là tại sao mà Huyền làm biếng. Và có người hiểu thì giúp đỡ Huyền bóc hành bóc tỏi giúp này. Rồi lau bát lau đũa để chuẩn bị mâm cúng. Và rất là vui. Thường nhà mình là ăn Tết mấy ngày ạ?
tất nhiên là ba ngày Tết. Dạ. Ba ngày Tết. À, Huyền thì là sinh ra ở một gia đình mà ở ngoài Bắc, cho nên là Huyền ăn Tết theo kiểu người Bắc từ nhỏ đến lớn, thì cúng cũng hơi nhiều. Huyền thấy là mẹ Huyền hơi vất vả trong cái việc cúng kiếng. Vậy thì với kinh nghiệm của chị thì cái việc mà sửa soạn cho việc sắm Tết cũng như là chuẩn bị cho mâm cơm Tết ấy, thì cái giai đoạn nào chị nghĩ là nên là giai đoạn phù hợp để chị em phụ nữ mình có thể gọi là bắt đầu sắm sửa và lên kế hoạch cho Tết? Bao giờ cái sự chuẩn bị trước cũng giúp cho chúng ta tự tin hơn và chuẩn bị một cách kỹ lưỡng hơn. Ví dụ như Huyền nghĩ rằng là nếu như theo truyền thống thì ba miền đều có những cái món mà chúng ta có thể chuẩn bị được trước. Và đấy là những món truyền thống mà bắt buộc các gia đình phải có. Ví dụ như miền Bắc của Huyền lúc còn nhỏ là không thể thiếu được canh măng. Canh măng nấu với lại chân giò. Rồi thì bánh chưng thì nhà nào cũng có. Thịt đông. Thịt đông, chính xác, củ hành muối để có thể ăn kèm với lại bánh chưng. Những cái món đó, và có món giò xào. Đúng, món giò xào là món giò bằng thịt thủ. Xào lên và bọc bằng lá chuối hoặc là lá dăm tùy theo mỗi gia đình. Miền Trung thì có nhiều những cái món khác nữa, ví dụ như là bánh tráng để cuốn với lại rất nhiều các loại rau và thịt và cá. Còn miền Nam thì bao giờ cũng có một nồi thịt kho hột vịt. Nên thế là như thế, củ kiệu, bánh tét. Bánh tét, đúng rồi. Và đấy là những cái món cơ bản. Còn lại thì Huyền nghĩ những cái món mà các gia đình có thể cất trữ được ở trong tủ lạnh, đó là những cái món đồ mặn mặn một chút, hoặc là để nhậu, để nhâm nhi. Bây giờ thì mọi người còn có thể order những cái món mà rất Tây hóa, chứ không nhất thiết là phải truyền thống nữa. Có một năm em ăn mùng 1 Tết ở nhà bạn em, order gà rang để nguyên một đĩa to. Nhưng mà cũng vui tại vì mọi người đang rất là thèm, kiểu đi đâu cũng thấy bánh chưng rồi thịt kho, tự nhiên có nhà này có đĩa gà rang, mình lại thấy nó rất là lạ. Và ai cũng rồi. Thích ăn. Đâu có câu nệ, đâu có câu nệ là bắt buộc phải món gì đâu. Quan trọng là mình cảm thấy món đó là sẽ ít người làm chẳng hạn, thì mình tấn công một món đó đi, để cho mọi người đến nhà của mình sẽ có được cái món mới. Em hoàn toàn đồng ý với chị luôn. Thì em cũng xin bổ sung thêm là thêm một điều nữa, đó là mình phải tính toán từ sớm để nó phù hợp với lại cái hoàn cảnh kinh tế của gia đình. Đúng rồi. Đặc biệt là những cái năm mà gọi là dự đoán khó khăn như năm nay đấy, thì cái quan trọng là mình phải tránh lãng phí. Có rất là nhiều người họ cũng sợ là thừa còn hơn thiếu ấy, cứ sợ là mình mua rồi sẽ bị mọi người ăn không đủ rồi như thế này thế kia, nhưng đến cuối cùng thì nó lại thành lãng phí. Thực ra cái tâm lý này Huyền nghĩ ở trước đây nhiều hơn là bây giờ. Ngày xưa là chúng ta ba ngày Tết là chúng ta không có nơi nào phục vụ chúng ta cả, còn lại bây giờ thì đơn giản lắm, và thậm chí mọi người đều sợ ăn nhiều nữa kìa. Dạ đúng rồi. Cái tâm lý đó là cái tâm lý mà ai đến nhà nhau cũng sợ là bị bắt ăn. Thực ra là sang chúc Tết là bắt ngồi lại ăn. Chính xác. Không ăn thì không vui, không ăn thì không lịch sự. Nhưng mà ăn nhiều quá thì bản thân chị em phụ nữ chúng ta là ai cũng sợ hết. Kể cả nam giới các anh cũng không muốn ăn nhiều đâu nha. Chỉ muốn ngồi lai dai một chút gì đó để uống cho vui, để cụm ly, mừng nhau ly rượu Tết. Huyền nghĩ cái tinh thần nó quan trọng hơn rất là nhiều. Vào ngày Tết á, thì cái điều mà mọi người hay bàn nhất đó là vai trò của người vợ, người mẹ ở trong gia đình. Ví dụ như ở góc độ của chị Huyền là chị vào bếp chị nấu và chị rất là hạnh phúc với điều đó. Nhưng cũng có một số các chị thì do công việc quá bận rộn đi, hoặc là do mình chỉ muốn nghỉ ngơi ngày Tết, thì cái việc mà mình phải nấu nhiều mâm cỗ hay là làm quá nhiều những cái mâm cúng á, thì nó lại là một cái sự áp lực rất là lớn. Chị có bao giờ thấy cái trường hợp đó chưa? Nếu như quan điểm là mâm cao cỗ đầy, thì bây giờ chị em phụ nữ chúng ta có thể đơn giản hóa hơn một chút, là chúng ta làm một mâm cỗ cúng không nhất thiết là phải đầy. Mỗi thứ một chút, và những cái một chút đó thì Huyền nghĩ rằng là cũng chỉ cần đơn giản thôi. Những bữa cơm gia đình chúng ta vẫn có thể làm được, một món kho, một món xào, một món canh chẳng hạn, hoặc là xôi, hoặc là gà luộc. Thì Huyền nghĩ rằng là kể cả cho dù là nhiều hay ít, cho dù là ngon hay dở, thì tất cả nó là cái tâm của người phụ nữ muốn hướng lên bề trên. Huyền nghĩ cái đó nó là cái mà chúng ta quan trọng hơn. Đấy là cái lễ nghi truyền thống. Thật sự là nhiều người do tại vì bị áp lực. Áp lực tại vì sợ là ông bà có cái sự kỳ vọng nhiều quá, cho nên là tự áp lực chính bản thân thực mình. Thực ra là trong gia đình chúng ta tự gây áp lực cho nhau nhiều hơn. Ví dụ như là các bậc lão niên ở trong gia đình trước đây đã từng như thế nào, thì con gái, con dâu sau này phải cố gắng được như vậy. Cái đấy Huyền nghĩ cũng là một cái truyền thống tốt để giúp chúng ta mới trở thành những cái người giỏi giang được. Tuy nhiên mỗi một giai đoạn Huyền nghĩ cũng sẽ khác nhau. Bây giờ
các ông bà chúng ta cũng đã thay đổi quan điểm rất là nhiều. Bây giờ thời đại của chúng ta đã được mở ra thì người phụ nữ có thêm nhiều cái gọi là quyền trợ giúp. Từ việc order, từ việc là nhờ người này người kia làm giúp. Thậm chí có nhiều người nói với Huyền một cái cách mà Huyền cảm thấy rất là hay, rằng là có nhiều gia đình quen nhau, mỗi một gia đình làm một món và sau đó share cho nhau. Huyền nghĩ cái đấy cũng là một cách rất vui, bởi vì thực ra là chúng ta cùng một công làm thì chúng ta làm nhiều nhiều lên. Đặc biệt là hàng xóm rồi cộng đồng đó, thì mỗi người sẽ là chịu trách nhiệm cho một món, tại vì ai cũng sẽ có món tủ của mình. Xong rồi thay vì mình làm một thì mình cứ mua làm kiểu 5-6 món xong rồi chia ra cùng những cái nhà khác nhau. Em thấy đó là một cái cách nó rất là văn minh. Thật ra em nghĩ đó là một cái cách để mà mình giữ một cái Tết nó đúng cái ý nghĩa của cái Tết. Đó là cái ngày sum vầy, cái ngày đoàn viên. Nếu như mà mình làm một cái mâm cao cổ đầy, trong trường hợp mà mình tự nguyện mình làm cái điều đó thì điều đó nó quá tốt. Chính xác. Nhưng nếu như mình tự gây áp lực cho chính bản thân mình thì tự nhiên bản thân mình cũng không còn cảm thấy ngày Tết vui vẻ. Xong cả nhà cũng cảm thấy cả ngày Tết nó không vui vẻ. Thì mình có một mâm cơm rất to nhưng mình lại không vui. Chính xác. Thay vì đó mình cứ vui vẻ với nhau, mình order cũng được, hay là mình chỉ nấu những cái nó rất là đơn giản nhưng mà mình có cái thời gian mình vui chơi, mình nghỉ ngơi, mình tâm sự về một năm qua đã như thế nào và một năm tới sẽ ra sao. Nên là những cái chia sẻ của chị từ nãy giờ em nghĩ là các chị em phụ nữ sẽ cảm thấy được truyền cảm hứng rất là nhiều để mà mình có được một cái Tết đoàn viên và đầm ấm ạ. Huyền nghĩ trước đây cái quan điểm của mọi người về người phụ nữ là phải biết làm tất cả mọi việc. Nhưng bây giờ khác rồi, người phụ nữ có thể sắp xếp tất cả mọi việc, chứ không nhất thiết phải làm tất cả mọi việc. Cái đó hay ạ. Cái sắp xếp rất là quan trọng. Dạ, hay quá, bí quyết hay quá. Em hay đùa với bạn em là cả cuộc đời em chưa biết về quê là gì. Về quê là về quận 2. Nhưng mà đấy cũng là thiệt thòi của Vân đó. Dạ đúng rồi, tại vì em sẽ không có cái cảm giác là đi đâu đó. Dạ, tới cuối năm cái xong rồi mình sẽ phải đặt vé xe hay mình đặt máy bay, xong mình phải đi về quê này nọ các kiểu. Nên em cứ mong ước là ước gì mình có được quê xong rồi lấy ngay một một anh cũng ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Người Hà Nội chị, nhưng ở thành phố Hồ Chí Minh hết rồi. Tìm mãi được anh Hà Nội nhưng lại ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đã vào từ 5-6 tuổi chị ạ. Giống như là anh là anh cũng là người Nam luôn rồi đó. Nên là em rất là tò mò những cái câu chuyện, đặc biệt là hôm nay có cái duyên gặp chị. Chị là người ở Hà Nội, xong rồi gia đình chồng thì lại ở Nha Trang. Thì chị phân bổ cái thời gian Tết như thế nào để mà mình có thể chu toàn. Thứ nhất là về việc lo trước Tết nè, xong rồi trong Tết như thế nào, rồi về Tết như thế nào ạ? Huyền cũng có một cái may mắn, đó chính là cả hai gia đình đều rất nương nhau. Có nhiều gia đình họ không được cái nương nhau đó thì con cháu hơi khó nghĩ một chút. Ví dụ như là cứ muốn cả hai phải có mặt trong ngày Tết thì Huyền nghĩ cái đấy là cái sự đau đầu của nhiều gia đình hiện nay. Tuy nhiên Huyền nghĩ rằng là cái gì thì chúng ta cũng phải nói chuyện đúng không, bàn bạc đúng không. Thì có năm về bên nội, có năm về bên ngoại. Huyền cũng từng hỏi điều này rất là nhiều người. Và Huyền thấy rằng mọi người đều có được một cái đáp án cho mỗi một gia đình. Ví dụ như nhà Huyền thì mẹ Huyền thì lại là người mặc dù là rất truyền thống, rất coi trọng cái Tết, nhưng mẹ Huyền lại coi trọng ngày giỗ của ba Huyền hơn. Và ngày giỗ của ba Huyền lại nằm ngay sau Tết. Chính vì vậy mà mẹ Huyền vẫn muốn rằng là để ngay sau Tết các con hẵng về. Nhường cái Tết cho bên nhà nội. Nhưng bà nội nói thật, bà nội tâm lý lắm. Thôi Tết năm nay hai đứa về nhà bà ngoại đi cho bà ngoại vui. Chứ không đòi hỏi là lúc nào các con cháu cũng phải về với mình. Chính vì vậy mà nó có một cái sắp xếp rất là tự nhiên từ các bà. Cho nên nhà Huyền không bị đau đầu cái chuyện đó. Các bà rất là thương con, thương cháu và rất là thông cảm, thấu hiểu cho các con. Thực ra thì Huyền thấy rằng là thế nào cũng được, nhưng mà vẫn kể cả ở xa vẫn phải hỏi thăm vào đêm 30. Và cho dù ở xa thì chúng ta vẫn có những cái món quà gửi về Tết bên gia đình nội ngoại. Thì Huyền nghĩ cái đấy là điều mà chúng ta cần có cái sự lo lắng trước Tết. Bây giờ cũng có một số bạn trẻ, bạn cũng nghĩ là tại sao Tết lại ở nhà? Lại cứ phải ở nhà? Mình tại đi sao du lịch cứ phải luôn đến đi. Thăm ông bà, cha mẹ đúng không? Thì chị nghĩ như thế nào ạ? Huyền nghĩ rằng là cái quan điểm, cái suy nghĩ thì chúng ta không áp đặt được cho nhau đâu. Mỗi thế hệ sẽ có cái suy nghĩ khác, tùy theo độ tuổi, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh và cái xã hội lúc đó bạn đang sống. Giống như con của Huyền, hiện nay thì hai bé lớn đã ngoài 20 rồi. Chắc chắn là các bé đang có một cái tư tưởng là muốn lao ra ngoài. Thấy thế giới ạ. Mỗi một độ tuổi sẽ khác nhau. Thì Huyền rất là thông cảm về điều đó. Các con cứ đi đi, các con cứ tìm hiểu thế giới xung quanh mình đi, và Huyền rất ủng hộ điều đó. Tuy nhiên Huyền nghĩ rằng
đến một lúc nào đó các con lại làm những người cha, người mẹ ở trong mái ấm của mình, thì thực sự cái nôi của gia đình các bé sẽ cảm thấy, các con sẽ cảm nhận được cái tầm quan trọng của cái việc là tại sao phải đoàn tụ gia đình vào ngày Tết. Giống như trước đây Huyền không hề biết là tại sao phải đoàn tụ, và chỉ làm nó như là một cái nghi thức, một cái nghĩa lý bắt buộc phải làm thôi. Nhưng đến bây giờ nói thật, những cái ngày Tết, nhất là cái khoảnh khắc đêm giao thừa, nó có một cái ý nghĩa rất thiêng liêng trong trái tim của mình. Và ngồi cạnh nhau trong những ngày Tết, Huyền nghĩ nó là một cái niềm hạnh phúc rằng chúng ta đang còn có nhau, chúng ta đang còn cha, chúng ta đang còn mẹ. Thì Huyền nghĩ rằng cái cảm xúc của chúng ta cũng sẽ trưởng thành theo thời gian. Cái điều đó thì con cái chúng ta cũng sẽ có một cái vòng quy luật y như vậy. Dạ, mỗi người sẽ có một cái cách mà mình ăn Tết khác nhau. Và làm sao để mình cảm thấy là bản thân của mình vui vẻ, hạnh phúc, và mình háo hức để mình chờ đón một năm mới với nhiều niềm vui mới ạ. Đúng, mình nghĩ quan trọng nhất của ngày Tết là gì? Là niềm vui. Dạ. Chúng ta có cái niềm vui thì chúng ta mới có thể khởi đầu một năm mới với nhiều cái sự may mắn và thuận lợi. Cái niềm vui đó thì tùy theo mỗi người. Làm sao cho mình vui thì chúng ta cũng không nên áp đặt nhau, đúng không? Dạ. Và mỗi một độ tuổi lại có cái niềm vui khác nhau. Quan trọng với nhau là hãy nghĩ về nhau những cái điều tốt và hướng về những điều tốt lành nhất. Dạ. Kể cả không ở cạnh nhau, kể cả các con có cái dịp nào đó đi với bạn bè mà không ở bên cha mẹ, không ở bên ông bà, nhưng các con vẫn nhớ đến cha mẹ trong những khoảnh khắc giao thừa, gọi điện, vậy là được rồi. Dạ. Từng cá nhân hạnh phúc thì gia đình mới hạnh phúc. Đúng. Và sẽ tạo nên một xã hội hạnh phúc, đúng không ạ? Đúng. Nên bây giờ em sẽ tạo niềm vui cho chị bằng cách thực hiện thử thách. Mình rất là vui, mình rất là vui. Thử thách là vui, chắc chắn là vui. Sẽ là một cái thử thách trong những cái ngày cuối năm để mình có thể nhớ về một năm qua của mình đã trọn vẹn, đã viên mãn như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên trong chương trình Ai Cũng Có Thể. Phải chỉ là khán giả tò mò đâu mà khách mời cũng đang tò mò tại sao lại có những cái này ở trên bàn này. Trên bàn của chúng ta đang có 6 cái chai, và mỗi cái chai này nó sẽ có một con số, thì trong đó nó sẽ có nội dung gói gọn trong hai phần, một sẽ là câu hỏi hoặc là hai sẽ là thử thách. Bây giờ chị có thể chọn ra con số đầu tiên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Số cuối trước đi ha. Dạ. Wow. Cái này nó gọi là đời không như mơ đó mọi người. Đây. Uống một cốc nước đắng. Ok. Thực ra thì là đây cũng là một ly nước, đúng không? Yeah. Mà Huyền nghe nói rằng là nước đắng thì nó rất là mát. Dạ, yeah, tốt rất cho là sức tốt khỏe. Cho sức khỏe. Chính vì vậy mà dù có đắng cỡ nào thì mình cũng nên uống. Yeah. Cứ coi như đây là một ly rượu mừng đi. Để chúc cho tất cả mọi người sẽ có một cái Tết thật vui vẻ, đầm ấm bên gia đình của mình. Và uống Huyền nghĩ sẽ ngon hơn rất là nhiều. Mời mọi người nhé. Wow, quá hay, quá hay. Mà thường á, tất cả những cái vị đắng này sau cùng nó sẽ ngọt hậu nha. Dạ, cho nên rồi. Bây giờ Huyền đang chờ đến lúc ngọt hậu này. Nhưng mà mình phải chờ, coi chừng mình vô trúng hai cái này. Không chơi số chẵn nữa, mình chơi số lẻ đi. Số 3 nhá. Thử thách là câu hỏi đây. Trả lời câu hỏi. Câu hỏi của chị là: vì sắp Tết nên... Vì sắp Tết nên ai cũng vui. Và Huyền rất vui. Hợp lý ạ. Đơn giản thế thôi hả? Dạ, thì nó chỉ có một vế, giống như người ta sẽ nói là vì sắp Tết cho nên là tôi cảm thấy như thế nào, hoặc là vì sắp Tết nên gia đình tôi đã chuẩn bị gì chẳng hạn. Huyền đang rất vui, và nhất là hôm nay được gặp gỡ cùng quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay, bởi vì sắp Tết Huyền mới được gặp đó. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách cuối cùng. Bây giờ Huyền chơi số 1 đi. Dạ. Huyền chọn số 1 nha. Ăn khổ qua mướp đắng chấm muối ớt. Mình cứ coi như hôm nay là những cay đắng của năm cũ là đã qua hết qua cái ly này với lại khổ qua đấy chị ạ. Mời mọi người nhé. Cũng ngon mà. Thực ra Huyền nghĩ đắng cũng là một vị rất cần thiết trong cuộc sống mà chúng ta cần phải trải nghiệm. Em nghĩ là mình phải có vị đắng mình mới biết ngọt nó ngọt như thế nào. Đúng, chính xác. Dạ.
cuối cùng. Thử thách này rất là dễ thương luôn, dễ chịu luôn. Mướp đang ăn sống rất ngon và rất là tốt nữa. Dạ, những cái này nó cũng mang ý nghĩa là những cái chưa có được trọn vẹn và may mắn, những cái đắng ở trong năm cũ thì nó sẽ qua để đón chào một cái năm mới nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc hơn. Chính xác. Ngoài cái việc là năm mới chúng ta chúc cho nhau những điều tốt lành nhất đó, thì Huyền nghĩ chúng ta vẫn phải giữ tất cả những cái gì thuộc về huyết thống của chính mình. Cho dù mình có đi đến đâu, mình vẫn là người Việt. Và là người Việt thì cái điều quan trọng mà chúng ta cần đó là cái sự gắn kết trong gia đình. Và sự gắn kết trong gia đình của người Việt quan trọng nhất là trong bữa cơm. Dạ, rất là ý nghĩa. Và một điều mà các chị em nội trợ rất là quan tâm ngoài cái việc là một bữa cơm ấm cúng đoàn viên thì đó chính là việc trang trí nhà cửa. À, điều này là các chị em cũng đang bắt đầu chuẩn bị này, mua gì này, cắm gì này và trang trí như thế nào trong gia đình này. Dạ, gia đình của chị thì chuẩn bị trang trí nhà cửa giai đoạn nào ạ? Nói chung là gần đến Tết Huyền sẽ đi mua hoa. Dạ. Huyền và ông xã Huyền là rất là mê hoa. Và ngày xưa hai người lúc còn đang tìm hiểu nhau đã từng đi Đà Lạt và khuân cả một cái xe hoa về nhà. Trang trí từ trong ra đến ngoài và ngồi ngắm. Bây giờ cũng vẫn rất là thích hoa. Lãng mạn quá chị nhờ. Thế chị có thích cắm hoa không ạ? Huyền thích cắm hoa. Nhưng mà cái cách cắm hoa của Huyền thì nó cũng khá đơn giản thôi, nó không cầu kỳ. Thế thì hôm nay là chị sẽ được thực hiện thử thách liên cắm quan đến sở luôn. Thích của chị. Dạ vâng, đúng cắm ạ. Hoa luôn. Dạ, thì hôm nay rất hân hạnh được giới thiệu đến chị Khánh Huyền, chuyên gia hiệu suất của chúng ta. Đó chính là anh Tuấn Tú. Chào em. Chị giới thiệu nha, chị là Khánh Huyền. Dạ, em biết chị cơ. Em là Tục Tú. Dạ vâng ạ. Chào mọi người, chào Thúy Vân, chào chị Khánh Huyền. Em xin giới thiệu, em tên là Tú, hiện là co-founder của Poodle Flower và đang là một nhà thiết kế hoa. Vậy thì với chuyên môn của anh á, một cái bình hoa Tết thì nó nên có gì và không nên có gì ạ? Đầu tiên thì khi nghĩ tới bình hoa Tết, Tú nghĩ tới cái chất liệu truyền thống. Truyền thống ở việc là về mình chọn màu sắc và mình chọn chất liệu. Màu sắc khi mình nghĩ tới Tết thì mình sẽ nghĩ ngay lập tức là đến màu đỏ và màu vàng. Dạ đúng rồi, đúng tại vì mọi người muốn là có cái tài lộc và cái may mắn từ màu đỏ và màu vàng. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn về chất liệu. Chất liệu thì chúng ta sẽ có những cái chất liệu hoa về ngày Tết nó sẽ có đặc điểm là phải bền, đúng không ạ? Chính xác. Giống như... một mà đã héo là không được rồi nha. Dạ, có 3 dòng hoa sẽ rất là bền mà mọi người có thể chọn và tìm đến để mà trang trí Tết. Ví dụ như là những hoa thân gỗ. Thân gỗ thì hoa đào, hoa mai thì mọi người biết rồi ấy. Còn những cái dòng hoa sau này được mọi người rất là ưa chuộng như là hoa tuyết mai nè, hoa thanh liễu nè, nó có thể trưng được khoảng một tuần. Huyền còn nhớ lúc Huyền còn nhỏ, ngoài Bắc thì mọi người hay cắm những cái loại hoa như là thược dược hoặc là hoa lay ơn. Những loại hoa rất là truyền thống, mặc dù là nó không rực rỡ nhưng các loài hoa kia, nhưng cái độ bền của nó cũng rất cao nha. Dạ, và cái quan trọng nữa là cái sự khéo tay của người chăm hoa nữa. Tại vì nếu như mà mình biết cách chăm thì mình cũng sẽ giữ được thêm được một vài ngày nữa. Không, thêm bí quyết nữa. Dạ đúng rồi. Bí quyết làm sao để cắm hoa được lâu. Cái điều này Huyền thấy nhiều người tranh cãi này. Ví dụ nha, là có nhiều người bảo là cho đường này. Còn Huyền thì Huyền được một người bán ở trong một cái shop hoa bày cho Huyền cái cách là rắc vào một chút vài giọt gọi là vim tẩy. Không biết như vậy có đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Là những cái chất đó nó là chất tẩy thì nó sẽ làm cho vi khuẩn không có xâm nhập vào cái nước của hoa. Đúng rồi. Với điều kiện là mình nhỏ ít thôi. Dạ đúng rồi. Mình nhỏ hơi quá tay một chút là cái thân hoa của mình nó cũng sạch. Nó coi là nó trắng tinh ra luôn. Nó sạch quá. Bây giờ họ cũng có những cái dung dịch mà đặc chế riêng cho cái việc mình có thể giữ được hoa lâu hơn á. Thì càng ngày mình xã hội mình càng tân tiến hơn thì có những cái sản phẩm để mà mình phục vụ cho nhu cầu của mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thử thách ai cũng có thể. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Ai Cũng Có Thể. Và hôm nay trong ngày rất đặc biệt, ngày 23 Tết, thì chúng ta sẽ bắt đầu với thử thách đó là cắm hoa của chị Huyền và với sự trợ giúp của chuyên gia hiệu suất là anh Tuấn Tú. Thì trước tiên là chúng ta sẽ chia sẻ cái nhiệm vụ trong ngày hôm nay là mình phải làm gì ạ?
Hôm nay thì đến với chương trình Tú sẽ hướng dẫn cho chị Huyền cắm một cái bình hoa Tết để bên phòng khách đó. Đây chính thức là một thử thách của Huyền đấy. Thử thách rất lớn luôn, nó chứ không phải thử thách nhỏ đâu nha. Nước đắng và khổ qua chưa phải là thử thách. Chính xác luôn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào ạ? Ngày hôm nay Tú mang một thông điệp rằng là mình sẽ tái chế lại những cái vật liệu mà có sẵn ở trong nhà và mình sẽ để co lại để thành một cái phụ kiện mình cắm hoa. Ở chương trình chuẩn bị cho mình là hai cái hộp giấy form. Em đang dùng chất liệu là dùng là simili hoặc là mọi người có thể chọn là bằng vải cũng được. Và được mình rồi. Có một lưu ý rằng là mình chọn những chất liệu mà mình bọc lại thì mình chọn những cái màu nó sẫm tối xuống để mình tôn hoa lên. Và mình bắt đầu luôn chị nhờ. Rồi, ok. Đầu tiên mình sẽ đặt lên ở giữa cái tờ simili. Rồi, coi như là giống như là mình gói quà đúng không ạ? Và cái này mình nên là làm cho nó nhăn lại, đùng lại xíu thì nó sẽ đẹp hơn, để nó sẽ tự nhiên hơn. À, đừng để phẳng à. Dạ vâng. Nếu mà một bình hoa này mà thành phẩm thì mình sẽ chơi được bao lâu anh ạ? Với những loại hoa mà tôi chuẩn bị hôm nay thì nó có thể để được một tuần. À, được một tuần. Chúng ta chăm sóc và chúng ta để ở nhiệt độ tốt. Thế là mình bắt đầu mình làm một bình hoa khoảng chừng 29-30 Tết là được rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Thì mình sẽ chơi mùng 1, mùng 2, mùng 3. Rồi hồi nãy thì mình có chia sẻ về việc là mình bảo quản hoa ấy. Thì Tú sẽ lưu ý hơn một xíu rằng là có nhiều lúc mà mình mua hoa rất tươi mà mình không hiểu vì sao mà hoa lại héo nhanh. Thì có nhiều lý do. Thứ nhất là về nhiệt độ của căn phòng của nhà mình. Thứ hai là mình để ở khu vực mà có gió quạt á, mà mình không để ý á, gió thổi vào hoa, hoa sẽ bị xỉu xuống. Thứ ba là nước. Nước là thứ nhất, ví dụ như mình cắm bằng xốp thì mình sẽ đổ nước vào mỗi ngày. Còn mà mình thả bình như chị Huyền á thì mình sẽ thay nước khoảng mỗi ngày hoặc là 2 ngày một lần thì hoa sẽ bền hơn. Dạ. Em thấy là chị là rất có tiềm năng đấy chị ạ. Khéo tay quá. Hôm nay chị mới biết là chị khéo tay á. Dạ. Áp lực, áp lực tạo nên kim cương chị ạ. Nói vậy thôi chứ vừa rồi á mình đặt nó chưa được cân lắm. Lần sau mình sẽ cố gắng cân hơn. Hôm nay là bằng giấy form thì nó có thể giữ nước. Còn nếu như chúng ta dùng bằng giấy cạc tông và làm cái hộp ở trong thì mình nên lót một miếng ni lông để cho nó để cho ướt. Giấy nó không thấm vào được. Rồi cơ bản là chúng ta xong cái hộp rồi ạ. Tiếp theo thì chúng ta bắt đầu cắm hoa. Chị Huyền lưu ý là độ cao của nó không có quá cao, nó tầm sẽ khoảng là cao khoảng 20cm thôi. Dạ vâng. Và hoa hôm nay em chuẩn bị thì có rất là nhiều loại hoa độ bền rất là tốt, như là hoa cúc nè, ở đây có hoa cúc chùm nè, có cúc mẫu đơn nè, có cúc hoàng gia nè, có cúc bing bong nè. Nhưng mà đây là có thiên điểu này. Thiên điểu đúng không ạ? Hoa thiên điểu cũng rất là bền. Lan. Lan có, em ở đây có hai loại lan là lan địa lan và lan hồ điệp. Có một cái chất liệu rất đặc biệt nữa là quả bắp khô. Thôi mình bắt đầu nhé. Nhưng mà trước khi mà mình bắt đầu thì mình có một cái nguyên tắc gì, ví dụ như là hoa từ nhỏ đến lớn hay là mình cắm lá trước rồi mình cắm hoa sau như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta nên cắm lá trước để che cái form này đi. Đúng rồi. Cắm lá là làm một cái nền đó. Đúng rồi. Nó với lại đó. Mình cắm thì mình có một nguyên tắc là mình chọn nhiều chất liệu có cái sự to nhỏ và chính phủ khác nhau. Ở đây có rất nhiều chất liệu, thì ví dụ như mình cắm một bình hoa mà toàn cúc mẫu đơn là tròn và không có một chất liệu khác phụ vào thì nó sẽ trông rất là thô. Nó sẽ đơn điệu đúng không? Dạ đúng rồi. Và chúng ta sẽ có 15 phút. Ủa, 15 phút thôi ạ? Dạ. Thôi, phải tăng tốc lên mới được. Cái lá mà để mình cắm nền ấy, thì chúng ta nên chọn những cái lá có độ nhuyễn. Nó đừng có lá to quá thì nó sẽ bị thô. Lá này gọi là lá gì ạ? Lá này gọi là lá ngâu ạ. Và khi cắm xong cái nền thì chúng ta chọn những loại hoa lớn mình cắm trước nha chị Huyền. Sau đó mình sẽ điệp những loại hoa nhỏ hơn. Về bố cục cắm hoa thì chúng ta nên có chính phụ, ví dụ như là về chính thì chúng ta nên chọn những cái bông hoa lớn và những cái điểm lớn, còn phụ là những cái loại hoa phụ, hoa nhỏ hơn như là hoa cúc bình bông
hoa ở đây mình có hoa thanh liễu và những chi tiết như là điểm nhấn thêm cho một cái bình hoa nó thêm đặc biệt hơn, ví dụ như là những chất liệu lạ mắt như là quả bắp chẳng hạn. Em thấy là chị Huyền đang làm là nó chung một cái tầng đúng không chị? Đúng rồi, chị đang thích nó thành một cái cụm vào nhau á. Dạ. Cụm vào nhau. Cái góc bên kia hoa rồi, bên này hay là chị cho thêm lá? Hay là một cái hoa thiên điệu nữa cho nó ngược lại? Không, chị thích một thiên điệu đây, cái này cho góc lá này thêm lá. Còn 30 giây ạ. Và như vậy là sau 15 phút chúng ta đã có hai thành phẩm của Tuấn Tú và chị Khánh Huyền. Trước tiên thì chúng ta có thể thuyết minh về thành phẩm của mình trong ngày hôm nay ạ. Đầu tiên thì Huyền nhận xét về cái thành phẩm của Tú trước. Mình nhìn thấy rõ ràng là Tú có một cái ý đồ ban đầu, bông hoa thiên điểu như là cái con chim. Và xung quanh thì nó có đầy đủ sắc màu của cuộc sống. Còn của Huyền á, thì Huyền muốn nó xung xuê như là một cái gia đình vậy đó. Yeah. Huyền thích cái sự ấm cúng ở trong gia đình ngày Tết thì cái bình hoa của Huyền hoặc là cái cách cắm hoa của Huyền nó cũng sẽ xung xuê y như vậy. Còn anh Tú thì sao ạ? Với sản phẩm hôm nay của Tú thì nó mang tính chất là nó nghệ thuật và nó mộc mạc. Tú chọn chất liệu là quả bắp khô, một cái chất liệu rất là quen thuộc và chúng ta nghĩ rằng là nó không có thể trang trí decor được, nhưng mà Tú đưa vào đây để làm mọi người thấy rằng là tất cả sản phẩm, tất cả những cái gì mình nghĩ là không có mang tính chất là đẹp hoặc là thẩm mỹ á, mình có thể tận dụng để mình trang trí nhà cửa, ngay cả cái hộp. Khi nhìn vào hai tác phẩm mình có thể thấy rất là rõ cái cá tính cũng như là con người của người mà đặt vào cái sản phẩm chính của xác. Mình. Cho nên là quý vị khán giả ơi, đây sẽ là hai cái hình mẫu để quý vị khán giả lựa chọn cho mình trong ngày Tết sắp tới. Một lần nữa rất là cảm ơn anh Tuấn Tú vì đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và em cũng rất là cảm ơn chị Khánh Huyền. Chị Huyền với lại anh Tú có thể gửi một cái lời nhắn nhủ gì đó đến khán giả trong cái nhân dịp cuối năm để mọi người có một cái tinh thần chuẩn bị thật là tốt, đón chờ một năm mới Quý Mão thật là an khang hạnh phúc ạ. Với một người thì thích bay nhảy thì Tú chúc cho mọi người thì năm mới luôn mạnh khỏe nè, luôn dồi dào sức khỏe và có một cái tinh thần thật là phấn khởi để làm mọi việc thật tốt trong năm mới, và chúc cho mọi người mọi việc hanh thông và an khang thịnh vượng. Cảm ơn Tú rất là nhiều. Và lời chúc của Tú thì chị Huyền nghĩ rằng là có rất nhiều người cũng đang cảm thấy mong ước được như vậy, nhất là các bạn trẻ. Còn với những người phụ nữ như Huyền, những người phụ nữ mà hướng về gia đình, thì Huyền mong muốn rằng tất cả những người phụ nữ của chúng ta sẽ đều hạnh phúc, sẽ đều thành công ở trong cuộc sống. Và thành công nhất của chúng ta là gì? Đó chính là nụ cười ở trên môi. Và có lẽ trong năm mới, Huyền chúc tất cả những người phụ nữ xung quanh trong cuộc sống của chúng ta sẽ luôn có nụ cười hạnh phúc và viên mãn. Chúc tất cả các quý vị sẽ chuẩn bị có một năm mới thật dồi dào hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Vâng ạ, và lời chúc của khách mời cũng như là chuyên gia hiệu suất ngày hôm nay cũng là lời chúc thay mặt của chương trình đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Xin chúc cho tất cả quý vị sẽ có được thật nhiều sức khỏe, đặc biệt là những giai đoạn cuối năm để chúng ta chăm lo cho bản thân của mình, cho gia đình của mình, để chào đón một cái mùa Tết sắp tới thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Chương trình đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi và hãy nhớ đón xem chương trình Ai Cũng Có Thể phát sóng vào lúc 11 giờ trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Và bây giờ Thúy Vân cùng khách mời và chuyên gia hiệu suất xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.